8 tầng đúng không em? Cái nơi thì em không biết, nhưng mà đấy bây giờ nó như thế này này. Bây giờ nó như thế này. Rất hay. Bây giờ ngay cái nơi thì em không biết nó phải tán tầng không, nhưng mà nó cũng được cái dáng quay quay anh ạ. Nhưng mà cái này không xoay được, nó cứ vướng cái cạnh Nhiều kia. đầu trực núi thôi. Và anh đi vào trong anh quay em rồi. Cái này là khoảng 75 triệu anh ạ. 75 triệu. Một cái gu này giá đẹp này. Bảy mươi lăm triệu em, Vâng, 75 triệu anh ạ. bảy mươi lăm triệu đấy quý vị. Đấy, cốt này thì nó đang vào hoàn thiện rồi. Có những cái vị trí đang làm dầm rồi. Đây chúng ta ra một cây xì trồng rất bề thế đấy, nhìn xa rất bề thế. Cái xì này thì bây giờ nó có lá này thì chẳng nhìn được. Khó nhìn anh ạ. Có chứ, vẫn nhìn thấy bình thường chứ. Ừ. Từ 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 cho anh soi mặt này nó kỹ hơn tí nữa. Cái chất lá ở đây thì rất đẹp. Chất lá đẹp rồi đúng không? Cái nơi thì nó kiểu nó em nghĩ là nên vào chỗ tròn, vì nó có chiều sầu tất cả các chiều, chiều nào chơi được. Trông nó bẽ vẽ các chiều đúng Và không? Đấy. Này, quý vị, mặt này cũng rất sâu nhá. cái cốt xì này có thời điểm nó lên đến hơn 300 triệu. À, bây giờ thì nó khoảng 200 anh ạ. 200 triệu. Và nhưng mà bữa thế nào thì nhìn đâu được. Ok. Chúng ta sẽ sang một cây cây xanh đi. Cái xanh này là em mua một ông cụ, ông mới xây nhà. Thế còn ông cứ bảo bán bởi ông chơi cái này bà mấy năm rồi. Cái chỗ là 1,4 m anh ạ. Cái khá lớn đấy. Là em đang muốn thanh lý, ngày trước em mua 65 triệu, hôm nay em bán 55 triệu. Đấy, bị bãi thứ già lắm, quả nhiều. Bây giờ vườn em nhiều quá em không làm được hết. Còn đúng ra nếu mà mình đè ra mình lọc lại xương làm lại bồn tàn đấy, nó gọn gàng anh ạ. 55 triệu Và một cây xanh rất là lực lưỡng quý vị nhé, trông cái bệ nó rất bề thế này. Đây quý vị và các bạn, ai có ý tưởng thân nạc này, thân nạc phía trong này. Thân nạc phía trong rất to nhé quý vị nhé. cái nơi kể cả bà dũng cảm mình đục hết rễ đi xong mình làm một cái trực của nó cũng vẫn đẹp mà anh Cái trực thì có cái tay bay kia rồi, à. hợp lý đấy. Thật ra thì đó là dũng cảm. Đấy, dũng cảm. Thế đây chúng ta tiếp tục một cây Cái xanh Nam Điền xanh Nam Điền à. đây, nó thích hợp với quán cà phê ở nhà mới này. Thì bác nào mà yêu thích thì em xin bán với giá là khoảng 75 triệu. 75 triệu. Và em mua ở Nam Định là 85 triệu. Mà bây giờ em cũng muốn bán để cho nó rộng và chợt quá. Cái này nó hoàn thiện đến tận xương rồi anh ạ. Già lắm. Mà được cả hai chiều, nhưng mà bây giờ nó hơi chợt không vào được. Ok em. Đây anh thấy có một cây khủng ở đây rồi. Cái gạo anh ạ. Gạo em. Và cái hoa gạo Tết vừa cái đầu năm này là nó cho được khoảng độ 30 cái nụ. Nhưng mà em không biết chăm nên thành ra nó nở được có 4 bồn. Tại vì lúc mà ra nụ em vặt hết lá, thế là nó dính sương muối. Thì người ta bảo bây giờ mà nó cứ để tự nhiên tự lá nó rụng thì là nó sẽ được nhiều hoa hơn. Già lắm anh ạ, mà nó sạch nó không có sẹo. Cây này thì nó là cây già rồi. Hơn nó như hoa đá rồi. Cái này giao như thế nào em? Cái này em đang giao lưu khoảng 180 triệu nhá. 180 triệu. Nó không phải Ok là đồ rẻ đâu. Kiếm một cái gạo như này hiếm lắm anh đi vào đây. Quay mặt sau này. Nó sạch, nó không có cái sẹo nào đâu. Mà đẹp cả hai mặt. đây quý vị ơi. Mà nhìn ở ngoài nó to, nhìn trong ảnh như bé thôi, nhưng mà nhìn ở ngoài nó khổng lớn lắm.
Chậu này nó khoảng 1,5 m anh nhá. Chậu khoảng 1,5 m mà bây giờ nó to hơn cái chậu rồi. Cứ thả giống vậy thôi, sang năm nó cho độ vài chục bông hoa anh ạ. Là chết đòn này đúng không? Vâng. Chơi sướng. Em chả cắt tỉa gì, em để đây em chơi hoa. Anh bảo một cái to đây mà cây gạo mà nó có cái điểm quái là nó có cái rễ này anh. Cái này cho đi triển lãm luôn được. Hiếm có đấy. Thật sự luôn. Nó vừa đẹp mà lại vừa quái. Em có cái cây này em đang muốn bán thành lý này. Trước em mua hơn 200 triệu ở Thanh Hóa. Đấy. Trời cũng từ lúc mà sốt cổ đấy anh. Cái trực cổ bảy bông. Trần bị các thứ sạch sẽ lắm. Cẩn thận là ngã anh nhé, trơn phết đấy. Bẹ đẹp đấy nhỉ? Vâng. Bẹ đẹp. Bảy bông. Cái nơi kiểu quanh năm không tỉa ra phơi bao giờ nên là nó cái da nó không được vàng lắm. Nói chung nó già lắm rồi. Nó là già rồi. Nhìn cái rễ này biết là nó già như nào rồi. À. Rễ mà nó đã chun như này rồi. Rồi đành rồi. Đành nào. Cây này giao như nào em? Cái này em đang bán là 230 triệu. 230 triệu. Nếu mà bác là không lấy trội em mất cho 20 triệu nhá. À. Trội là 20 triệu. Bây giờ thì anh quay tổng thể một ấy còn okay. Nhiều lắm nhưng mà em những cái này nó tốt thì mình không quay được. Anh ok. À, vườn của anh. À đây anh thấy cây này đẹp đẹp anh muốn view tí. À? Cây xoài. Cây xoài em bán rồi anh ạ. À bán rồi. Vâng. À, nhìn thấy phát biết đẹp ngay. Em ơi cái chậu này em bán à? Cái chậu này người ta gửi như em bán. À. Cái bộ này của nó là 5 triệu rưỡi. Cả hai cái này. Đấy là nó là làm một cái chất liệu cũng tương đối mới đấy, ở thị trường sẽ không có đâu. Nó là chất liệu gì em? Người ta bảo là gạch ép. Gạch ép á? Gạch đập vụn ra xong rồi lại ép lại. À. Nó như của Galito ấy. Mà không biết nó khỏe không nhỉ? Em nghĩ chắc người ta phải tính lực chứ. Nhà. Người ta làm mà không tính lực thì nó gãy thì không bao giờ hơi. Đẹp quá quý vị ạ. Đẹp nhưng không biết là lực có chịu được không nhưng em nghĩ là... Thế còn cái chậu này? Cái chậu là chậu đá. À. Chậu đá nhưng mà đó là cái chậu này của em. À. Cái thằng của em chơi với anh em chơi cờ với nhau thì nó có chục cái. Thì mình ngứa nghề là mình mua 1,5 triệu một cái này. À. 1,5 triệu một cái này thì bởi em bán 1,3 triệu thôi. À. Nếu bác nào quan tâm thì em bán 1,3 triệu. Chiều rộng của nó là chắc khoảng 20 này. Chiều đây khoảng 30 rồi. 20-30. Đẹp đấy, chậu đẹp. Ok em.